chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Antien Studio. Hôm nay thì mình sẽ lại mang đến cho các bạn một sản phẩm fitness tracker nữa đến từ thương hiệu Garmin, một thương hiệu quá nổi tiếng về dòng sản phẩm dành cho sức khỏe này. Không như những sản phẩm Vivo Sport hay là Vivo Smart 4 khá là đắt đỏ mà mình đã giới thiệu trước đây, lần này sẽ là một sản phẩm có giá yêu thương hơn và hướng đến những đối tượng phong trào như mình. Đó chính là chiếc Garmin Vivo Fit 4. Và hãy cùng mình đánh giá xem sản phẩm này có đáng để sở hữu không nhé. Về thiết kế thì cũng như Vivo Fit 3, chiếc vòng tay thông minh Vivo Fit 4 này vẫn giữ kiểu thiết kế truyền thống. Tuy vậy cũng đã có một chút thay đổi trên phiên bản mới này, khi mà nút bấm phía trước đã thay là nút kim loại. Chiếc Vivo Fit mỏng hơn hầu hết tất cả các sản phẩm Garmin trước đây, và đó là lý do mà mình cảm thấy rất là thoải mái khi đeo nó trên tay. Dây đeo của Vivo Fit 4 được làm bằng chất liệu silicone rất mềm mại và dễ dàng lau sạch nếu có bị bám mồ hôi. Tuy vậy, chất liệu silicone có thể khiến cho nó kém sang và nó có vẻ khó mà phối với những bộ đồ sang trọng. Vòng tay thì dùng kiểu khóa đồng hồ, kiểu khóa này đảm bảo cho chiếc vòng luôn chắc chắn trên tay và không sợ rơi rớt gì cả. Vòng có hai cỡ là S, M và L, mình đang đeo đây là S, M. Máy vẫn tương thích với dây đeo của Vivo Fit 3 nên bạn không cần phải lo chuyện mua dây mới nữa nhé. Mặt trước có một màn hình có kích thước là 11x11mm, hiển thị tốt ngoại nắng. Không có thiết kế màn hình cảm ứng cho các bạn quẹt quẹt mà các bạn phải ấn nút ở dưới để chuyển các chức năng khác nhau và nhấn giữ để Enter chọn chức năng. Đây cũng là điều mà mình không thích nhất ở dòng Vivo Fit. Nó được thiết kế để hiển thị cho bạn thời gian và trạng thái liệu bạn có đang tập luyện hay không. Nhưng mà nó không giống như một chiếc đồng hồ chạy phù hợp ở nơi mà bạn có thể xem một số liệu thống kê trực tiếp một cách chi tiết. Độ phân giải màn là 88x88 pixel, nhưng mà có chất lượng cực kỳ rõ ràng, một chút màu để tăng thêm sự sinh động cho các menu bạn có thể thấy. Đây là lần đầu tiên một thiết bị Vivo Fit có màn hình luôn bật. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng nó vào ban đêm, mà ban đêm thì các bạn sử dụng nó làm gì nhỉ? Để xem giờ chẳng hạn thì bạn cần giữ nút bấm trong một giây để đèn nền chiếu vào. Điều đó rất hữu ích cho việc tiết kiệm pin, nhưng mà mình thấy hơi khó chịu khi mà chỉ muốn nhanh chóng xem thời gian thôi. Mặc dù là Vivo Fit 4 có màn hình màu, nhưng mà Garmin khẳng định pin của nó có thể kéo dài đến 1 năm, vì vậy bạn không bao giờ phải lo lắng về việc sạc. Điều đó có nghĩa là bạn không phải tháo chiếc fitness tracker này vào ban đêm chỉ để sạc pin và lo lắng về việc hết điện trước khi bạn tập luyện thể dục hay là chơi thể thao. Đây là một trong những tính năng mà mình rất thích về Vivo Fit 4. Và việc thay pin cho em nó thì cũng cực kỳ đơn giản, vì đó chỉ là viên pin đồng hồ thông thường mà thôi. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thay đổi mặt đồng hồ, bạn có thể chọn màu mặt đồng hồ của riêng mình và điều chỉnh nó theo phong cách của riêng bạn thông qua ứng dụng Garmin Connect. Mặc dù có lẽ chỉ có bạn là sẽ nhìn vào trong mặt vòng tay đó thôi. Nếu bạn là một dân thể thao chuyên nghiệp thì có lẽ chiếc Vivo Fit 4 này không dành cho bạn. Thay vào đó, Vivo Fit 4 được thiết kế cho những người muốn một cái gì đó đơn giản hơn một chút, có thể theo dõi thể lực nhưng mà không bị tra tấn với các số liệu thống kê và dữ liệu không cần thiết. Tuy là vòng đeo tay cơ bản thôi, không có các cảm biến phức tạp nhưng mà nó cũng hỗ trợ các môn thể thao như là chạy bộ, đạp xe, tập gym. Các bạn có thể kích hoạt thủ công hoặc là vòng tự nhận dạng luôn. Thiết bị có khả năng nhận biết các hoạt động hàng ngày nhờ công nghệ Move IQ. Người dùng thì không cần tắt đồng hồ và thiết lập lại các điều chỉnh để bắt đầu một hoạt động mới. Garmin Vivo Fit 4 có thể tự nhận biết thời điểm thay đổi vận động từ đi bộ sang chạy bộ ngay tức thì. Vòng không có GPS nên mà quãng đường nó đo được dựa vào bộ gia tốc kế và các thuật toán đếm bước chân. Có chút sai số so với các sản phẩm có GPS. Nhiều bạn cũng đừng quá lo lắng vì độ lệch cũng chỉ 10-15% thôi. Các chỉ số sức khỏe và hoạt động này sẽ được tự động đồng bộ vào ứng dụng Garmin Connect trên smartphone. Tại đây thì người dùng cũng có thể kết nối với bạn bè nhằm chia sẻ các kết quả tập luyện hoặc là tham gia các thử thách cùng nhau. Tính năng InSync còn giúp bạn đưa ra phân tích chuyên sâu và các tư vấn từ chuyên gia sức khỏe Garmin nhằm giúp người tập có hiệu quả tốt hơn và có sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. Không chỉ theo dõi, Garmin Vivo Fit 4 còn hướng người dùng đến cuộc sống lành mạnh hơn thông qua việc đặt mục tiêu tập luyện mỗi ngày. Thiết bị ghi lại chính xác chỉ số tập luyện ngay trên cổ tay, chẳng hạn như là đi bộ, đạp xe, tập gym và từ đó đưa ra mục tiêu hợp lý để người dùng đạt tới. Khi đạt tới mục tiêu, hệ thống sẽ tự động đẩy lên một cấp độ cao hơn trong những ngày tiếp theo và dần đưa người dùng đến lối sống lành mạnh hơn. Vòng cũng báo năng lượng tiêu thụ trong ngày của bạn và sẽ có sai số so với các sản phẩm có cảm biến đo nhịp tim. Vì với các dòng có nhịp tim thì việc tính năng lượng tiêu thụ sẽ chính xác hơn khi nhịp tim thay đổi.
Vòng tay Vivo Fit 4 cũng có khả năng theo dõi giấc ngủ. Ứng dụng này làm cho bạn thấy thời gian bạn ngủ, chuyển động giấc ngủ và các mức độ ngủ khác nhau. Nó hoạt động giống như cách các máy theo dõi thể dục khác hoạt động, chủ yếu là ước tính mức độ khó ngủ của bạn. Nhưng mà với kích thước nhỏ gọn của mình thì Vivo Fit 4 là một thiết bị thoải mái nhất khi đeo vào ban đêm. Thêm một lưu ý cho các bạn là dữ liệu thể dục bạn tự động ghi vào vòng tay mà không cần phải kết nối với điện thoại, nhưng nó chỉ có thể theo dõi khoảng 4 tuần dữ liệu. Vì vậy bạn sẽ cần đồng bộ hóa nó với điện thoại của bạn trước khi quá muộn nhé. Tương tự với những thiết bị Garmin khác, Vivo Fit 4 có bonus thêm các chức năng đồng hồ bấm giờ, đồng hồ đếm ngược, xem thời tiết và Find My Phone tìm điện thoại. Vòng tay cũng có báo thức mà kêu bíp bíp được luôn nhé. Ngoài ra, khi bạn ngồi một chỗ liên tục hơn 1 giờ, Garmin Vivo Fit 4 sẽ đưa ra cảnh báo vận động bằng thanh đỏ trên màn hình. Thanh vận động sẽ dịch chuyển cứ 15 phút một lần cho đến khi bạn đứng lên thực hiện các hoạt động tay chân trong vài phút. Vòng tay có chỉ số chống nước 5 ATM, bạn có thể đeo đi bơi, đi tắm được luôn, nhưng mà nó không có các profile hỗ trợ bơi lội đâu nhé. Đeo đi bộ thì nhận diện được, còn đi bơi thì chịu rồi. Garmin Vivo Fit 4 là một sản phẩm rất đáng để bạn sử dụng với thiết kế mỏng, nhẹ và tính tiện dụng cực tốt mà nó mang lại. Nếu bạn không phải là một vận động viên chuyên nghiệp mà chỉ đơn giản là đang muốn đầu tư cho sức khỏe và cho việc hỗ trợ tập luyện thì chiếc Vivo Fit 4 là một lựa chọn tuyệt vời. Hiện sản phẩm này đang được bày bán tại showroom của An Tiến với mức giá chỉ 1 triệu 990 ngàn đồng. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận của tụi mình nhé. Và đừng quên để lại một like và một subscribe để cập nhật những video mới nhất về các dòng sản phẩm hỗ trợ thể thao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!